Hồi xưa khi mà ngài Huyền Trang, ngài Huyền Trang ngài tức là Tam Tạng Chính Kinh đó, đây là thực tế chứ không phải là Tây Du Ký nha. Ngài đi tỉnh kinh, ngài đi qua bên Ấn Độ, khi mà ngài tới chỗ trường Na Lan Đà đó thì gặp ngài Giới Hiền. Giới Hiền là ngài Giới Hiền Lục Sư đó, lúc đó là một vị không nghĩa là Tam Tạng đó. Thì ngài Giới Hiền ngài dạy trong chúng đó sắc nghĩa là tòa rộng rồi đó, mời ngài Huyền Trang rồi cùng đại chúng ăn cỏ xong thì ngài cũng hỏi vậy chứ ngài từ đâu mà đến, bởi vì ngài là cái người Trung Quốc và qua Trung Ấn Độ thì trong cái thời đó là coi như là một chuyện rất là hy hữu đó, thì ngài thấy lạ cho nên ngài hỏi vậy chứ ngài từ đâu đến. Thì ngài Huyền Trang ngài mới thưa là con là từ nước Trung Quốc mà đến đây để nghe là mong là học thầy về cái luận du và sư địa. Thì khi nghe như vậy thì ngài Giới Hiền ngài rơi nước mắt thì ngài mới bảo ngài Giác Hiền tức là ngài đệ tử đó, học trò đó, nghĩa là ông hãy vì đại chúng ở đây ông thực lại cái việc mà bệnh khổ mà cách đây 3 năm trước của ta. Thì khi nói như vậy thì ngài Giác Hiền ngài cũng nghĩa là vừa nghĩa là rớt nước mắt mà vừa gạt nước mắt, ngài mới vừa ngài thuật lại nghĩa là trước đây hơn 3 năm thì thầy tức là ngài Giới Hiền đó, ngài có cái bệnh, bị cái bệnh phong thấp, phong thấp nó rất nặng. Mỗi lần nó thường nó có phát bệnh, mà mỗi lần nó phát bệnh thì nó đau nhất, giống như là lửa đốt, giống như là dao đâm vậy đó, như là trăm ngàn con dao đâm vậy đó, mà hơn 20 năm như vậy. Thì tới gần 3 năm sau đó, cho tới là trước khi ngày trăm đến đó, thì ngày chịu hết nổi rồi, thì có lúc đó ngày chán quá. Ngài định nhịn ăn cái chết cho rồi, chịu quá hết nổi. Thì đêm đó thì ngài nằm mộng, ngài mới thấy có 3 vị trời thân tướng tốt đẹp sáng rỡ, vị thì màu vàng chói, còn vị thì màu lưu ly, vị thì màu bạc, đến mới hỏi vậy chứ ông định nghĩa là quỷ thành này đó, sao á? Thì ngài nói phải, thì cái vị ấy nói nghĩa là trong kinh á thì Phật có nói nghĩa là thân này là khổ, nhưng mà không có nói là phải chán bỏ thân, không? Ông á là trước đây á, chứ không như là trước đây á, ông là làm cái vị quốc vương, tức là vua đó, cho nên rồi ông giết hại chúng sanh nhiều lắm, tức là đi chinh phạt nước này nước kia đó, giết hại chúng sanh nhiều lắm. Cho nên là hôm nay á, nghĩa là nhờ cái nhân duyên là tu hành này công đức nhiều đó, cho nên đáng lẽ là ông phải đọa đó, nhưng mà nó chuyển cái nghiệp nhẹ như vậy đó, cho nên là ông hãy ráng giữ, nghĩa là luôn luôn để giảng dạy kinh luận cho mọi người, những người chưa biết đó, họ được biết, và sau này thì sẽ có vị tăng ở từ Trung Quốc đến học với ông, thì ông cố gắng để mà truyền đạt thì bệnh nó sẽ hết chứ không có gì. Rồi trong mấy vị đó thì cái vị mà cái màu sắc vàng chói đó mới chỉ cái vị màu lưu ly đó, hỏi ông có biết cái vị này là ai không, thì cái vị ấy mới nói đây là Bồ Tát Quán Tự Tại. Rồi chỉ cái vị mà màu sắc màu bạc á thì nói đây là Bồ Tát Từ Thị, vị tiếng nghe Bồ Tát Di Lặc. Thì ngài Giới Hiền ngài nghe nói tới Bồ Tát Di Lặc thì ngài liền thưa, nghĩa là Giới Hiền
từ lâu nay cũng là tu hành nguyện về cõi trời đạo xuất đó, không biết như vậy thì có được không? Thì ngài Bồ Tát Từ Thị ngài nói ông cố gắng giảng dạy kinh luận rõ ràng, tu hành kỹ thì sẽ được. Sau đó thì cái vị mà sắc mà bằng chối đó mới nói là chúng ta là Bồ Tát mạng thù thất lợi, tức là Bồ Tát con thù đó. Chúng ta thấy nghĩa là ông nghĩa là gì, sắp nghĩa là muốn chán thân cho nên đến nhắc nhở. Thì khi mà nghe như vậy đó thì ngài giới thiệu ngài rõ được cái hiệp trước của mình rồi, cho nên từ đây nghe là ngài cố gắng nhưng mà ngài cũng bước nghe là không còn chán nữa, nhưng mà sau đó thì từ từ cái bệnh nó khỏi. Thì quý Phật tử thấy sao, hiểu rõ được cái nhân cái quả thì chính là từ mình gây ra chứ không ai đem đến cho mình, rõ ràng như vậy thì nó tạo cho mình một cái sức mạnh để mà vươn lên nữa.